vào chỗ nào mà thấy đoạn đấy đấy hả Linh? Dạ. Cái lông mày của em ấy. Ôi bao nhiêu rồi biết. Hello mọi người nha. Đây là chân này mình vừa phun xong cho khách nha. Bạn đang ngủ tê để chờ phun môi lên ạ. Sao em lại gọi hello chẳng thấy nhớ gì. Đẹp chứ. Chị Nga làm đẹp chứ. Chết mất rồi. Tạo ra tác phẩm này nhận hàng đi cho nè. Mọi người nhìn thấy em vừa xem vào đấy xong. Rất là mịn, rất là tự nhiên. Ngay luôn nhỉ. Em vừa xem này xong à? Em xem tiếng qua.